Rồi nha, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái giao diện đăng nhập ha. Có rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần ruột đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào cái đăng nhập vào cái main kia đúng không? Rồi ha. Và đầu tiên chúng ta sẽ ấn xạ từ cái vỏ sang cái ruột ha. Đã giới thiệu các bạn rất là nhiều lần rồi. Đây là gì? Add user. Add và button đúng không? Ok, button 2 đúng không? Mình khai báo này đúng không? Private. Đó là gì? Đó là private. Đó là private đúng không? Nó sẽ là private edit test đúng không? Ok. Nó là private edit test. Ok, mình là gì? Tên đăng nhập đúng không? Tên đi ha, tên ha. Ok, và mật khẩu đúng chưa? Ok, private, mình có là private, private. Nhầm nhầm chấm phẩy chứ. Ok. Tên. Login, ok. Mình có tên của mình là gì? Tên nó sẽ bằng là file r chấm tàu rau ở bộ chấm gì đây, ed ed gì chấm gì đây, chấm ed user đúng không, chấm gì chấm id với quên id nhầm các bạn, ed ed user đúng không, id chấm ed user. Ok đó, thì để nhanh ảnh copy nhanh nè. Okay. Tên mật khẩu login login đúng không, ed pass ok, button nữa, button 2 ok đúng không, đó khi mà chúng ta list vào cái button 2 đúng không, đó, đó. Nếu gì đây, nếu login login button đúng không, chấm set on listener news new view thì làm sao, nếu gì đây, nếu tên chấm gì chấm is empty đúng không, đó is viết đơn giản thôi ha. Những bài trước bây giờ chúng ta viết đơn giản thôi, nếu là gì tên đúng không, tên nó chấm gì đây, nó chấm equals đúng không, đó đối chiếu với chuỗi đúng không, equals đó, và người chủ là gì, admin đúng không, đó về vào đây ha, về vào đây và cái mật khẩu đúng không, mật khẩu là gì đây, đó mật chữ là 123 đúng không, admin 123 đúng không, thì làm gì đây, ok đúng mật khẩu đúng không, ok sai là gì, sai là tốt là thông báo là gì đây, nó đăng nhập ok chấm this xem mật khẩu ok, nó xem mật khẩu đúng không, sau khi xem mật khẩu đúng không, xem đăng nhập, xem user mà sao user mật khẩu đúng không, ok đăng nhập chấm list ok đúng không, đó sao user mật khẩu đúng, nó đúng là làm sao, đúng là gì, nó là gì, intent anh, nó là intent is, nó sẽ bằng gì đây, intent bằng news intent đó ha, ở từ đâu, từ đăng nhập đúng không, đăng nhập chấm list đó, rõ về đâu, rõ về main chấm class ok đúng không, đó ha, ok task activity x đúng không, ok run bạn xem nha, anh sẽ run bạn xem, bây giờ chúng ta nhập vào admin đúng chưa, mật khẩu là 11 nó bị sai đúng chưa, sai mật khẩu ok, bây giờ nó 123 coi đúng 123 đúng chưa, đó admin về gì đây, admin và 123 đúng chưa, sao user mật khẩu đâu, admin
ra mật khẩu gì đây, chấm gì đây để bắt admin 123 luôn lại coi. Có nghĩa là hai cái này cùng phải chứa đúng không? Cùng là gì? Tên nó phải chứa admin này. Cái mật khẩu là cái bát này, nó phải là gì? Nó phải là 123 mới được đúng không? Ủa đúng mật khẩu là nó không chạy ta. Tên phải đúng không? Sao? Tên phải chấm get test này, phải get last. Mình phải get cái chuỗi đúng không? Chấm to string này đúng không? Đó, ok. Phải mình get cái test, phải chúng ta phải get cái ô test từ đâu? Chúng ta phải lấy cái test từ cái, chúng ta phải lấy cái chuỗi từ edit test về đúng không? Dùng từ hàm get, chúng ta dùng hàm get test để lấy chuỗi về đúng không? Sau đó chuyển chuỗi string là mới đối chiếu mới được nha. Ok. Ok chưa? À, như vậy ha, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thiết kế điều khiển kết hợp với cái MQTT nha. Đó, xíu. Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần đăng nhập là xong đúng không? Bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần gì? À, ta đi vào trong cái phần ruột của thằng là MQTT này đúng nào? Các bạn sẽ thấy là gì đây ha? Cái vỏ này. Thì tất nhiên đầu tiên là cũng phải khai báo trước nha. I1 2 3 4. Ok, cái email đúng không? Là gì? Private email view đúng không? Thiết bị 1 đúng không? Thiết bị 2, thiết bị 3 và thiết bị 4 đúng không nào? Ok, rồi. Private test view à, mình test view đúng không? À, nhiệt độ, độ ấm, ok. Rồi ha. Mình sẽ có những cái biểu tượng đó là gì đây? IMG cài đặt, IMG Wi-Fi đúng không? Ok. Private email view, cái chữ này thích ghi bao nhiêu thì mà có thể ghi một hàng dài cũng được nha, nhưng mà anh thấy ghi hàng hàng dài nó xấu quá. Nó dài, anh coi anh thích ghi dài đúng không? Wi-Fi cài đặt, ok, không sao cả. À, TB1 nó chính là bằng file đúng không? R nó bằng là file đúng không? R.id đúng không? Chấm gì? IMGTB1 đúng chưa? Đó. Mình có bốn thiết bị thì chúng ta nhân lên đúng nào? Chúng ta nhân lên bốn thiết bị thì chúng ta sẽ nhân lên 1 2 3 4. Ok. 1 2 và 3 và 4. Ok. Ta có thêm hai cái thiết bị là gì đây? Cài đặt đúng không? Cài đặt quá. Đó là IMG cài đặt quá. Wi-Fi đúng không? Đó, Wi-Fi. IMG Wi-Fi. Này cái tên nào mà giống giống sau này mình có mấy công coi lại phiền, mất thời gian đúng không? Đó. Hai cái đúng không? Nhiệt độ. Đây là nhiệt nhiệt độ. Độ ấm. Nhiệt độ chứ là gì đây? TT nhiệt độ đúng không? Ok. Độ ấm chứ là gì? TT độ ấm đúng không? Ok, rồi ha. Như vậy là chúng ta đã làm gì đây? Như vậy là chúng ta đã ánh xạ từ cái vỏ sang cái ruột thành công đúng không? Bây giờ mình đang giờ bây giờ chúng ta đang tập trung vào đối tượng là cái main này, cho nên chúng ta rõ về đưa class rõ trong cái main này nha. Ok, main. Để cho nó hiển thị đầu tiên, đúng không? Ok. Luôn lại, để cho nó hiển thị đầu tiên nha. Đó. Ok. À, rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ bây giờ tới đây bước cái này là cái bước này là mới là cái bước quan trọng nha các bạn. Đó. Bây giờ các bạn sẽ anh chị ha, đây ha. Bây giờ các bạn sẽ đưa coi. Cái bước này là cái bước quan trọng nhất này nha. Bây giờ là cái bước quan trọng nhất là cái bước này ha. Cái bước này thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ copy cho anh sẽ để cho các bạn cái đây ha. Cái này là anh đã xây dựng sẵn rồi ha. Đó, các bạn sẽ hiểu dùng nó thôi. Các bạn chỉ cần hiểu và dùng nó thôi nha. Đó, không còn quan trọng nhiều đâu. Ok. Hiểu và dùng nó nha. Đây. Bây giờ anh sẽ xây dựng cái đế cho các bạn là cái MQTT này đúng không? Đó, bây giờ anh sẽ bỏ bớt vài rất nhiều cái đi. Cái này không cần anh bỏ đi nha. Để cho các bạn dễ hình dung nha. Đó, ok. Bây giờ anh sẽ để là một cái thôi.
anh giới thiệu các bạn là gì nha, các bạn nắm được cái này ha. Đó, cái này là cái bản anh mới xây dựng mới nhất rồi nha, nó không có sợ cũ đó mà sợ nó mới nhất rồi, cho nên mình cũng cần lo ha. Ok. Rồi nha. Từ nha, anh chỉ các bạn nha, không có vấn đề hết, tại vì cái này nó nhiều quá. Thôi thì anh xóa đi thôi cho nó đỡ, nha nó đỡ rối vào hình nha. Ok. Các bạn muốn mà có được cái MBTT vào cái này á, bắt buộc chúng ta phải có gì đây ha, chúng ta phải copy nguyên cái này luôn nha. Rồi tí nữa anh chỉ các bạn sao nha, không vấn đề gì hết á, các bạn copy cho anh đi ha. Ok đó, copy cả này vào ha, thì anh để cái file này cho các bạn mà đúng không, copy cả này vào ha. Cái này mình chưa add nó vào cho được đâu, chúng ta phải mở lên, ta phải copy cái này nha. Muốn dùng được MVD cũng phải có hai cái này. Chúng ta vào đây chỗ cái phần gì đây, Coradi script này, các bạn click vào cái thứ hai cho anh nha. Build đây này, các bạn copy bằng dính đây, dán vào đây ha. Dán vào đây chưa, chọn nhớ hai cái này, phải có hai cái này nó mới chịu nha. Rồi ha, bấm size cho anh, đó. Đó là một. Cái thứ hai là chúng ta phải trong phần benefit, chúng ta phải có thêm cái internet nữa. Ok, vào trong benefit, trong chỗ này phải dán thêm cho anh cái internet vào đây nha. Đó, cả cái này anh để cho các bạn nhớ chưa, chịu khó đánh cũng được đó, tại vì anh rất là nhiều thứ anh không có nhớ, còn anh khuyên các bạn nên nhớ nha. Đó, nó báo lỗi đúng không, thì mình đưa em bọc lát vào, đưa chuột vào, nó có thêm khi mình khai báo xong rồi á, khi mình add cái lúc này ở trong build array á, thì đây này tự động nó ra, nó gợi ý với mình là import vào đúng không, nó import lát thì nó có thôi đúng không, đó ha, con bác đúng không, đó ha. Rồi cái này là anh dựng sẵn rồi cho các bạn không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Shop đúng không, shop đây, đây là cái hàm shop này, shop là supply lấy về đúng không, đối với MBT á là gì, public là đại đi, mà supply là chúng ta sẽ lấy về đúng không nào. Đó, ok, là supply đúng không, đó được coi. Sai đâu, sai khác ở chỗ đây, được coi tại sao nó bị lỗi này, được coi thôi. Supply đúng không, đó. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đi sửa cái này lại ha, đến coi thử tại sao nó không nhận được này. Im lên mình phương top này. Cái này là gì đây? Nó là gì? Em thấy như vậy thôi nhưng phải sửa nha, đến coi thôi. Try catch này, đó. Ở trong cái chỗ phần shop này, được coi. Không sao cả, từ 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 ha, tính tiếp. Cái này phải MVD, phải MVD mới đúng nha. Đó, chứng tỏ này nó bị sai rồi, copy này sai rồi, nên copy lại nha. Copy là phải copy chủ nha, chứ copy sai nó sẽ bị sai đó. Ok đây ha. Đó, anh để lại nha, đây ha. Đây ha, tiếng này. Ok chưa? Đó như vậy là ok ha. Đây là ha, bây giờ ha. À, như vậy là những cái code này sau này anh sẽ để cho các bạn nha. Các bạn sẽ không có gì phải căng thẳng hết. Ok, chỗ đây đúng không? Chỗ đây ha. Rồi. Cái MBT bây giờ để đây nha. MBT giờ để này nha. Rồi đó.
ta gọi cái hàm MVT đúng không? Bây giờ ta mở cái server lên, cái server mình đây đúng không? Mình vào chỗ cái phần là gì đây? Vào chỗ cái phần là gì? Setting detail đây, detail đây. Mình thấy là cái này đúng không? Cái server là botman này, không sao copy chứ? Sao chép đúng không? Botman này vô đây đúng không? Đó, ok. Mình dán lại đúng không? Mình dán vào đây. Đó. Cái bộ của mình là mình nhớ là bao nhiêu đây? 1980 1899 18990 đúng không? Đó. Cái bọt vào đây đúng không? Ok. Cái chỗ đây là cái username đây chính là gì đây? Cái username mình chính là đây đúng không? Đó, copy dán vào thôi. Ok, anh có tạo cấu trúc sẵn rồi cho các bạn. Ok đúng không? Và cái password các bạn lấy đâu? Cái password là cái này này. Đó. Thấy chưa? Các bạn thấy các bạn có cái password này chưa? Ok, cho bạn thấy là các bạn có cái chữ comeback không? Bạn xem thử là chúng ta copy gì đây, cái này bỏ luôn ha, không xài, tất cả server cũng xài luôn đó. Có bây giờ cái chúng ta có cái hàm callback đúng không, ta đi tìm cái hàm callback đâu, đi kiếm cái hàm callback coi. Phải xem là một tí mới được cái nhà con bắt. Chung là phải import này vào hết đúng không? Đó ha, bây giờ anh import hết này vào luôn nha. Cái này trùng nó sẽ xóa đi. Cái cả trang nó import hết nè, đó. Nhưng mà cái này, mấy cái nào mà không xài thì nó sẽ màu đen á hay sao đó, không sao ha. Sub đó, supply tí xử lý sau nha, không quan trọng. Ở trong cái chỗ này là mình thiếu delivery đúng không? Đó là cái ha. Ok mà giờ mình run thử nha. À, tại vì cái này nếu như bị lỗi nó sẽ, nếu như cái này á mà là bị lỗi nó sẽ bị văng ra liền ha. Mà nếu nó không bị văng ra chứ nó không bị lỗi. Ok chưa? Đó ha, rồi ha. Bây giờ mình sẽ test thử nha. Đó bây giờ thử như bây giờ mình sập bắt một mình sẽ sập mình đây ha, cái đây là cái hàm supply lấy dữ liệu về đúng không nào? Đó supply thì chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu về ở đây. Cái hàm supply đây cái là lấy dữ liệu về đúng chưa nào? Đó ha. À, thì bây giờ đúng không? Đó. Những cái này sau này anh sẽ để một cái file code các bạn chịu khó code lại nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ test thử nha. Giả sử bây giờ mình lấy một cái giấy ví dụ như là gì đây? TB1 đúng không? Đó. Mình có là bốn thiết bị đúng không? TB1 này đúng không? T1, TB2, TB3, TB4 đúng không? Đó, 1 2 3 4 đúng không? Nhiệt độ độ ẩm đúng chưa? Ok. Nhiệt độ độ ẩm đúng không? Giả sử bây giờ mình sẽ supply đúng không? Giả sử như bây giờ đúng không? Mình giả sử bây giờ mình lấy cái đường gì đây? TB1 đúng không? Mình sẽ là giả sử như bây giờ mình sẽ nối lên màn hình đúng không? Toát lên màn hình. Ok. Mens mình lấy giá trị là gì? This chấm this đúng không? This rồi mình sẽ mình là giá trị TB1 đúng không? Đó. Mình cộng TB1 đúng chưa? Bây giờ mình sẽ run cho bạn xem nha. Có nghĩa là khi á nếu như mà thành công là mỗi lần mình đổi giá trị của trường TB1 này lập tức nó sẽ thay đổi giá trị nha. Đúng nào? Đó. Nó thử ra vào chỗ web socket đây nha. Đó. View mình nhập chữ TB1 đúng chưa? Mình nhập chữ gì đây? Mập số 1 này. Nhập số 1 nó được không? TB1 mình nhập số 2 coi. T1 nó chưa được kìa. Các bạn thấy nó chưa được không?
Chưa được, tại vì sao chưa được? Để coi thứ ơi. Được coi. S-Lion đúng không? Được coi. User bắt buộc đúng chưa? KB1 đúng chưa? MVDD đúng chưa? Đó. Run lại coi. KB1 đúng không? 1 2 3 coi. Ủa nó không nối được này mà sao? Nó không có nối giá trị được này. Nó không có, nghĩa là chứng tỏ là nó không có lấy giá trị từ cái, nó không có lấy giá trị từ đâu. Có nghĩa là nó sẽ không có lấy giá trị từ từ gì? Được coi. Can lại anh đâu? Devily Complex. On value đúng không? Subscribe đúng không? Subscribe mình lấy về đúng chưa? TCB Botman Cloud 188. Mắc cái này nó màu đen nó không xài đúng không? Bỏ đi ha. Mắc cái nào không xài bỏ đi. Cái một cái hai cũng bỏ đi ha. Đó. Không xài để làm gì đâu, để nó là những cái hiểu nhầm ha. Ok, mình phải nói là một cái thông báo cho nó có vào là được không nha. Đó. Chúng ta phải nói là một cái thông báo để xem nó có vào trong này được không. Toxman. Chấm đi. Ok. Nó không vào được đúng không? Ta phải xem lại trong cái detail này đúng không? Chúng ta coi trong cái chỗ này mình có nối wifi đúng không? Ok. Ok, gì ta? Nhưng nó không public được đúng không? Bây giờ mình kiểm tra thế là nó không có supply, nó không lấy về được. Nhưng bây giờ mình kiểm tra thế là nó có lấy đi được không? Mà có đáy gì được không đúng không? Nó lấy đi không được thì bây giờ nó lấy xuống không được thì bây giờ mình xem thế là nó có đáy được không nha. Đó. Chúng ta xem thế nó có đáy được không nha các bạn. Ok. Đây. Ví dụ gì đây? TB1 đúng không? Vậy là gì? TB1 ví dụ ha. Mình nhấn thôi đi ha. Mình có năm bao nhiêu thiết bị đúng không? Bây giờ mình nhập là gì? Mình có bốn thiết bị là gì? Private C1 private in C1 bằng 1 phẩy C2 phẩy C3 bằng 1 phẩy C4 bằng 1 đúng không? Ok. Đó. Mình list thử đây rồi C1 thử là nó có được không nha. C1 ok. TB1 thứ là mình khi mình gửi đi nó có được không đúng không? TB1 luôn thì mình luôn thử là mình gửi thứ là nó có ok, nó có chạy đi được không nha các bạn, là biết liền cái gì. Nếu chưa được nữa là chúng ta phải xem lại ha. Đó.
lưu lại nha. Thôi mà thôi, list list vào đây nhưng mà nó cũng không có thay đổi gì cả đúng không? Đó. Khi mà list vào thì nó cũng không có một cái sự thay đổi gì cả đúng không? Chứng tỏ là gì đây? Chưa có tác dụng đúng không? Chứng tỏ là nó chưa có nối thành công với server này. Chứng tỏ là nó chưa có nối thành công với cái gì đây? Với cái thằng này đúng không? Đó. Bây giờ mình sẽ sửa này lại coi, mình dùng này đi ha. Có like anh đâu. Bây giờ mình xem lại coi. Postman.com đúng không? Postman.com. Cái này chứng tỏ là gì, nó chưa kết nối được với cái server MQTT, thấy chưa mà, thấy chưa? Để coi. Nếu mà kết nối được server MQTT nó đã vào rồi. Đúng không nào? Đang đợi anh xíu nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ha. Là chỉ dừng clip ở đây để chúng ta sẽ chuyển sang clip khác nha. Có quán một clip khoảng 25 phút thôi.